cả các em. Hôm nay thì hai chị em mình sẽ làm thử thách 200k ăn sập đường số 17. Hồi trước thì chị Nhung và bạn Destin đã ăn ở đây rồi, nhưng mà lúc đó là ở đây thì không có nhiều món như bây giờ. Bây giờ nhìn vô một cái thôi là muốn ăn liền mọi người ơi. Đâu 200 ngàn đâu. Thiên Thư sẽ là thủ quỹ cho ngày hôm nay. Chính xác, đây là cái túi thần kỳ của mình. Và bây giờ là thủ quỹ cho ăn gì trước nè. Quán đầu tiên sẽ là quán quen thuộc nhất. Người ta hay nói là bắt nguồn phải là những cái sự gọi là sự quen thuộc luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi ngay cái chỗ quen thuộc mà tụi mình hay ăn ha. Ai follow tôi là phải biết rồi đúng không? Còn không biết là chữ follow nè. Mọi người còn nhớ cái quán cá viên chiên mấy triệu lượt xem mà lúc đó chị Nhung dẫn bạn Thiên Thư đến đây ăn mà bà lựa rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay chị có 200 ngàn bà không thể nào lựa được như vậy. Nói nhiều quá đi lẹ lên. Mình lựa đúng 50 ngàn nha. Hình vậy xong mà chị lựa cho em lựa đúng 50 ngàn á, lố 50 ngàn là em bị cấp trên chửi. Mọi người nhìn cái quầy cá viên chiên của cô quen thuộc thôi là mình đã thấy hấp dẫn rồi đúng không mọi người? Vậy đi. Rồi, 50 chưa chị? 17 là đó vậy. Ê, cá đi, cá đi. Cá ngon dạ. Rồi, cái này đi. Thanh cô, mấy cái này mắc nha, mấy cái này mắc nha. Rồi, hai cái này đi. 50 chưa chị? 50 chưa chị? 40 rồi. Rồi, rồi, rồi. Được, con được. Đây, phô mai này, đậu hũ phô mai. Với lại... Không, đủ rồi đó, đủ rồi đó. 40 với 2 cái đó. 56. Ủa sao kỳ vậy ta? Ủa rồi đủ cho chị. 48 thôi vậy. Ủa, đi 48 rồi. Quá rồi. Chị Nhung thấy có một cái sự không cân đối nhẹ ở đây. Một cái quầy rất là nhiều nhưng mà tụi mình mua chỉ có 48 ngàn thôi. Nhưng mà cô chủ ở đây rất là vui vẻ đây đón tiếp mình nha. Mua bao nhiêu cũng được, miễn có mua là được. Bình thường vô đây là hai chị em mình rất là thích uống trà đào. Nhưng mà hôm nay không được uống thôi. Bởi giờ này nghèo lắm các bạn, nghèo quá cho nên chỉ có 200 ngàn mới ăn vậy thôi. Tại giờ này cuộc sống khó khăn quá. Ngân sách thì giảm rồi. Xong rồi cấp trên của mình nó nói là mình xài tiền nhiều quá, không cho mình xài tiền. Hôm nay mua cái bóp là không cho mua bóp luôn. Cho nên bắt buồn lắm. Bị cắt giảm chi tiêu có 200 ngàn mà phải ăn hai người, thấy ác ghê không? Hai chị em mình thì rất là thích ăn cái tương xí muối ở đây. Rồi, ok. Rồi, ok. Quá là quen thuộc đúng không Thiên Thư? Nóng quá. Đúng rồi đó, lần nào cũng quen thuộc giống vậy đó. Lần nào cũng kiểu là ăn xong một cái nóng, nóng dội vậy đó. Rồi, đây là thanh cua. Nóng quá. Chị Nhu là rút kinh nghiệm là hỏi có một bữa mới ăn. Rồi chị cảm ơn. Biết là hôm nay mình đi ăn đủ thứ cho nên là ngồi đây cho nó có lệ thôi chứ. Mấy anh chị có quan nguyên một cái quầy bên kia rất là sáng sủa luôn. Tụi mình ăn nhanh nó để đi á. Sao? Bình thường lại chưa? Cái này là cải chua. Một cái món mà được free mà tụi mình rất là thích ăn. Em đang tán luôn. Một cái món mà không cần tốn danh phí. Bây giờ mình xin thêm vẫn được. Tôi đủ chưa? Xin lỗi. Em xin lỗi. Ngon thiệt nha. Ăn không không? Anh Phong nói là lát anh Phong sẽ mua thêm về cho Destin với lại anh Phong ăn. Chứ mấy bạn đừng nói là hai chị em mình sao không có tình cảm. Sau mấy năm trời, cái lần đầu tiên dẫn Thiên Thư đến đây bể kèo luôn. Bể tại vì không ngờ Thiên Thư vô lựa quá nhiều luôn. Tưởng là không có tiền trả. Và cái hương vị thì vẫn như xưa mọi người ơi. Đặc biệt là chị Nhung rất là thích ăn cái tương xí muối ở đây. Bây giờ mình phải vừa để dành bụng lỡ mà bếp ăn những món khác nữa. Cho nên là tụi mình đi tiếp đây. Let's go. Mình đi cẩn thận nha. Tại vì qua đường ở đây đông đúc xe lắm mọi người. Sau khi mà ăn xong thì hai chị em mình thấy ở đây người ta có bán dâu lắc Đà Lạt nè. Cho nên là mình sẽ ăn tráng miệng nha. Em ơi, ai cho chị một phần dâu lắc đi. Công nhận phải nói là lâu lắm rồi chị Nhung mới đi ăn vặt ở đây á. Ở đây giờ người ta bán rất là nhiều đồ luôn các em. Nhìn thích thiệt. Bao nhiêu vậy chị? Dạ có chị 35 ngàn cho lâu lắm. Ok, vậy đây. Cảm ơn. Ngộ vậy ta, ăn cái này mà không có cái cây tâm ha. Yeah. Mình sẽ múc hả? Thì hấp dẫn quá mọi người. Hai tụi mình đã tiêu hết 70-80 ngàn rồi. Thử nha. Ngon. Rất là ngon luôn. Dầu này chắc nha các bạn. Ngon quá. Chị không hiểu sao mà khi mà ăn cái này không người ta đưa mình ống hút nữa. Cái này đâu có hút được đâu. Dạ, cho em gửi. Ngon quá. Ok. Quá ngon. Công nhận là ăn cá viên chiên xong ăn này vô mắt miệng thiệt. Mình thấy ở đây bán chất lượng nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi đâu nữa chị Nhung? Mình sẽ qua chặt sữa nướng nha. Ok, đi. Đây. Anh lấy cái loại nào mà anh thấy là bán chạy nhất, em tại em muốn thử là loại nào anh? Đơn giản nhất là cũng là ngon nhất rồi. Là nhiều người gọi. Dạ rồi, ok. Vị trà nhẹ, thơm vị sữa và ngọt thanh. Dạ ok anh. Một ly trà sữa nướng ở đây là 25k.
Thì uống ngọt nhiều hay vừa? Dạ vừa thôi, dạ vừa thôi. Trà sữa nướng là nó vậy thôi hả anh? Mình chỉ lắc lên rồi mình cho ra thôi hả? Đúng rồi, cái này là trà mình rang lên rồi đường mình làm nóng lên. À, chứ không phải là chỉ có hình thức thôi. Dạ rồi, ok, có nghĩa là chị Nhung hiểu rồi. Nhìn vô cái tên thì rất là đặc biệt, đập vô mắt, nhưng mà nó chỉ là trà sữa bình thường thôi nha mọi người, trà sữa trân châu. Tên còn lại không tiền, của mình là Thu Quỷ. Bao nhiêu vậy anh? 25 ngàn. Ồ, nhìn ly trà sữa đây. Đẹp nha. Uống thử đi, chị Hai đang ăn này. Mời các bạn uống trà sữa nướng. Sao không? Không được. Được hả? Như bao chỗ. Ngọt thanh nhẹ, nghe mùi trà và có chân trâu dai dai. Ok à, cảm ơn anh. Và hai chị em mình sẽ qua quầy hot dog. Ở đây mình có hot dog gì vậy cô? Có phô mai, có xúc xích, có trà bông, có thập cẩm đúng không? Dạ, lấy cho con một thập cẩm đi. Nếu mà Thiên Thư thích ăn phô mai thì Thiên Thư lấy phô mai thôi. Ý là gọi chung đi ạ. Gọi chung ha. Thập cẩm đúng không? Dạ, dạ. Bao nhiêu vậy cô? Của con 12. 12 ngàn. Và một cái hot dog 12 ngàn. Dạ con gửi. Hồi nãy tờ 200 ngàn không có tiền lẻ, bây giờ tiền lẻ rất là nhiều luôn, cho nên là rất là dễ chi đúng không? Ăn thử đi. Ngon quá. Ở giờ mày nó có phô mai nữa các em. Béo quá. Đây là phô mai bò cười. Hồi xưa mà chị Nhung đi học thì chị Nhung rất là thích ăn cái món này, cho nên là thấy là nhớ liền, tuổi thơ liền. Ngon quá. Phô mai đây nè. À, trà bóng phô mai. Đúng rồi. Wow, hấp dẫn quá luôn. Trời ơi, một cái bàn nướng rất là to luôn. Ở đây thì có bán nè, chú heo, chân gà rút xương, thịt tuột, mì gà. Ủa chẳng dừng là sao vậy anh? Chẳng dừng là ngạt dây á. À, nó ngon lắm. Bao tử cá. Ờ, của anh là cái này là nó giống như bao tử cá mà kêu phần nhỏ là 50 á thôi. À, đúng rồi. Còn thập cẩm thì sao? Thập cẩm thì thôi chú. Thập cẩm thì 3 món 100 thì ít. Phần nhỏ 50 đi. Dạ, phần nhỏ 50. Thử chẳng dừng đi, mình cũng chưa biết ơi giờ ăn chẳng dừng hết các bạn. Con Thiên Thư ăn chẳng dừng. Tại vì chẳng dừng là chị Nhung đã ăn thử rồi nhưng mà rất ngon. Mà chưa bao giờ ăn ở đây nha. No chưa, no chưa? Thiên Thư no chưa? Chưa, Thiên Thư chưa no. Tại ai giờ ăn có mỗi thứ có 1 miếng hả? Đúng rồi, tại vì mình đi ăn nhiều loại cho nên mỗi thứ mình nên ăn một chút xíu thôi. Cái nào mà nhiều quá thì mình có thể bỏ bịch đem về. Món chẳng dừng của tụi mình. Cái mùi thơm lắm luôn á nha. Đây, thì mình sẽ ăn chung với lại chao, với lại sa tế. Nóng nha, nóng nha. Cái này là mới bắt xuống bếp luôn. Nó giống như thịt bò. Ngon quá. Cái này là người ta ướp sả với lại ớt, cho nên là ăn sẽ cay cay. Cái này thật sự là những người mà người ta nhậu, người ta sẽ rất là thích cái món này. Mình cảm giác cái này giống như thịt bò các bạn. Dù nó là thịt heo nhưng mà em ăn ngay cái phần của nó thì nó sẽ giống như thịt bò á. Nó là nạc, da và gân. Ngon. Này ngon á. Hồi nãy á, lúc mà chị Nhung đứng quay á, cái phần mà lúc mà chú nướng á, là có người alo đến đặt đồ nhậu. Thế là ở đây bán có vẻ là cũng đắt khách á. Bây giờ thì còn bao nhiêu tiền vậy Thiên Thư? Mỗi lần á là hỏi Thú Quỷ là Thú Quỷ phải móc tiền ra. Bây giờ trừ 50 ra thì còn 31 ngàn. Mua gì giờ ta? 31 ngàn. Với 31 ngàn thì giá thể cho tụi mình qua bên kia để mua bánh tráng. Một bịch bánh tráng và một ly salad. Chị Nhung đang rất là thèm salad. Nói chung ăn mấy cái này thì mình sẽ cần cái gì nó chua chua thì nó sẽ đỡ ngán hơn. Đó. Hai chị em mình thì hay ăn xoài lắc ở đây, còn Thiên Thư thì rất là thích bánh tráng ở đây luôn. Cho em một xoài lắc đi chị. Trời ơi, mọi người đây có mận lắc đó ngon, không biết đồn ta. Giờ hết rồi, chưa tới mùa em. Này đi. Xoài lắc nhiêu ly vậy chị? Dạ, ít không lấy ớt nha em, không ớt. Ê, coi chừng nha, còn mười mấy ngàn nha, xin ly xoài lắc của hai là hết 20 rồi đó. Ê, đủ rồi đó. Chị, và bánh tráng này nhiêu vậy? Wow, đủ rồi. Trời ơi, hay quá mọi người ơi. Thiên Thư thì rất là thích ăn bánh tráng trộn kiểu vậy nè, chỉ cần là sa tế với lại dầu và một ít muối thôi là xong rồi đó. Ơi chết, bây giờ mình còn 31 ngàn. Ừ. Mà cái này tổng cộng là 32 ngàn. Ủa vậy bớt ngàn được không chị? Mỗi lần nhớ là đi quay clip là đều xin bớt 1 ngàn hết. Ủa chú trả tiền cho chú? Trời ơi.
hết. Mọi người biết sao không? Hai chị em mình ăn chẳng dừng bên kia 50.000 mà quên trả tiền, đi luôn mà chú cũng không nhắc luôn mọi người. Hay quá. Lạ quá vậy. Dạ rồi em gửi chị. Dạ, dạ. Em cảm ơn. Mình phải qua qua trả tiền cho người ta các bạn ơi. Ngon quá. Chú sao con quên trả tiền cho chú mà chú không nhắc con luôn vậy? Tính rồi luôn. Nè, con cảm ơn chú nha. Dạ. Vậy là mình biết là chú bác rất là đắt cho nên là chú không nhớ. Dạ okay. con chúc chú mua mau bán đắt. Dạ, ê, ăn miếng xoài em xuống không nè. Ê, mà thấy là tụi mình đã tiêu hết 200.000. Thì biết là 200.000 mình uống nhiều lắm bộ thu. Ờ, cũng nhiều. Nó lại chẳng vừa mà mình thấy ngon nhất ở trong những cái món mà mình đã từng ăn rồi trong cái clip này. Vậy là video đến đây cũng là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ hai chị em mình ra thêm nhiều clip mới nữa nha. Và muốn hai chị em mình làm gì nữa hãy comment bên dưới nha. Cũng như vậy, bye bye. Nhung thư lát dưa.